Tín phẩm hành tướng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, nếu hành sắc là hành theo tướng đó, nếu hành thọ tưởng hành thức tức là hành theo tướng đó, nếu hành thường vô thường của sắc là hành theo tướng đó, nếu hành thường vô thường của thọ tưởng hành thức là hành theo tướng đó, nếu hành lạc khổ của sắc là hành theo tướng đó, nếu hành lạc khổ của thọ tưởng hành thức là hành theo tướng đó, nếu hành ngã vô ngã của sắc là hành theo tướng đó, nếu hành ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức là hành theo tướng đó, nếu hành tịnh bất tịnh của sắc là hành theo tướng đó, nếu hành tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức là hành theo tướng đó, nếu hành viễn ly bất viễn ly của sắc là hành theo tướng đó, nếu hành viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức là hành theo tướng đó, nếu hành tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc là hành theo tướng đó, nếu hành tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức là hành theo tướng đó, nếu hành bốn niệm trụ là hành theo tướng đó, cho đến nếu hành 18 pháp Phật bất cộng là hành theo tướng đó. Nếu suy nghĩ như vậy, ta hành bát nhã ba la mật đa vì có sở đắc nên là hành theo tướng đó. Hoặc suy nghĩ ta là Bồ Tát vì có sở đắc nên là hành theo tướng đó. Hoặc suy nghĩ có khả năng tu hành bát nhã ba la mật đa như vậy là Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì có sở đắc nên là hành theo tướng đó. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào phân biệt các pháp như vậy, tu hành bát nhã ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo, nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo Xá Lợi Tử: Nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với sắc trụ tưởng thắng giải thì đối với sắc phát sanh hành động, hoặc đối với thọ tưởng hành thức trụ tưởng thắng giải thì đối với thọ tưởng hành thức phát sanh hành động, do phát sanh hành động nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử sầu than khổ ưu não và khổ đời sau. Nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với nhãn xứ cho đến ý xứ trụ tưởng thắng giải thì đối với nhãn xứ cho đến ý xứ phát sanh hành động, hoặc đối với sắc xứ cho đến pháp xứ trụ tưởng thắng giải thì đối với sắc xứ cho đến pháp xứ phát sanh hành động, do phát sanh hành động nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử sầu than khổ ưu não và khổ đời sau. Nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trụ tưởng thắng giải thì đối với nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra phát sanh hành động, thậm chí hoặc đối với ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trụ tưởng thắng giải thì đối với ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra phát sanh hành động, do phát sanh hành động nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử sầu than khổ ưu não và khổ đời sau. Nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo trụ tưởng thắng giải thì đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo phát sanh hành động, cho đến đối với mười lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng trụ tưởng thắng giải thì đối với mười lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng phát sanh hành động, do phát sanh hành động nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử sầu than khổ ưu não và khổ đời sau. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này khi tu hành bát nhã ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo thì địa vị thanh văn độc giác còn không thể chứng được, huống là chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát làm như vậy tu hành bát nhã ba la mật đa thì nên biết đó là người không có phương tiện thiện xảo. Muốn thành tựu các việc mà không có phương tiện thiện xảo thì việc làm đều không thể thành tựu. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Làm sao biết được các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo? Thiện Hiện đáp: Đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa mà có phương tiện thiện xảo
thì không hành sắc, không hành theo tướng sắc, không hành thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng của thọ tưởng hành thức, không hành thường vô thường của sắc, không hành theo tướng thường vô thường của sắc, không hành thường vô thường của thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng thường vô thường của thọ tưởng hành thức, không hành lạc khổ của sắc, không hành theo tướng lạc khổ của sắc, không hành lạc khổ của thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng lạc khổ của thọ tưởng hành thức, không hành ngã vô ngã của sắc, không hành theo tướng ngã vô ngã của sắc, không hành ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức, không hành tịnh bất tịnh của sắc, không hành theo tướng tịnh bất tịnh của sắc, không hành tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức, không hành không bất không của sắc, không hành theo tướng không bất không của sắc, không hành không bất không của thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng không bất không của thọ tưởng hành thức, không hành hữu tướng vô tướng của sắc, không hành theo tướng hữu tướng vô tướng của sắc, không hành hữu tướng vô tướng của thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng hữu tướng vô tướng của thọ tưởng hành thức, không hành hữu nguyện vô nguyện của sắc, không hành theo tướng hữu nguyện vô nguyện của sắc, không hành hữu nguyện vô nguyện của thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng hữu nguyện vô nguyện của thọ tưởng hành thức, không hành tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc, không hành theo tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc, không hành tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức, không hành viễn ly bất viễn ly của sắc, không hành theo tướng viễn ly bất viễn ly của sắc, không hành viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức, không hành theo tướng viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức, không hành bốn niệm trụ, không hành theo tướng bốn niệm trụ, cho đến không hành 18 pháp Phật bất cộng, không hành theo tướng 18 pháp Phật bất cộng. Này Xá Lợi Tử, nên biết như vậy, Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử, vì sắc này chẳng phải là không của sắc, không của sắc này chẳng phải là sắc. Sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Cho đến 18 pháp Phật bất cộng này, chẳng phải là không của 18 pháp Phật bất cộng, không của 18 pháp Phật bất cộng này chẳng phải là 18 pháp Phật bất cộng, 18 pháp Phật bất cộng chẳng lìa không, không chẳng lìa 18 pháp Phật bất cộng, 18 pháp Phật bất cộng tức là không, không tức là 18 pháp Phật bất cộng. Này Xá Lợi Tử, như vậy Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo nên có thể chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không chấp lấy hành, không chấp lấy không hành, không chấp lấy cũng hành cũng không hành, không chấp lấy chẳng phải hành, chẳng phải không hành, đối với không chấp lấy cũng không chấp. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, do đâu mà Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đều không chấp? Thiện Hiện đáp, do tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa bất khả đắc. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô tánh làm tự tánh. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc chấp hành, hoặc chấp không hành, hoặc chấp cũng hành, cũng không hành, hoặc chấp chẳng hành, chẳng không hành, hoặc chấp không chấp. Như vậy, tất cả chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp đều dùng vô tánh làm tự tánh của nó, đều không có sự nắm giữ, không có sự chấp trước. Đó là Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp, không có sự chấp trước tam ma địa. Tam ma địa này vi diệu thù thắng rộng lớn vô lượng, có thể tập hợp vô biên vô ngại tác dụng, không đồng với tất cả thanh văn độc giác. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát có thể đối với tam ma địa thủ thắng như vậy, thường trụ không xả thì mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện,
Các đại Bồ Tát, chỉ vì đối với một tam ma địa này thường trụ không xả, mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay còn có các tam ma địa nào khác? Thiện Hiện đáp, chẳng những đối với một tam ma địa này thường trụ không xả, làm cho các Bồ Tát mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà còn có các tam ma địa khác. Xá Lợi Tử hỏi, các tam ma địa khác là gì? Thiện Hiện đáp, các đại Bồ Tát có tam ma địa kiện hành, tam ma địa biểu ấn, tam ma địa sư tử du hí, tam ma địa diệu nguyệt, tam ma địa nguyệt tràng tướng, tam ma địa nhất thiết pháp hải, tam ma địa quán đỉnh, tam ma địa pháp giới quyết định, tam ma địa quyết định tràng tướng, tam ma địa kim cương dụ, tam ma địa nhập chư pháp ấn, tam ma địa vương, tam ma địa thiện an trụ, tam ma địa vương ấn, tam ma địa tinh tấn lực, tam ma địa đẳng dũng, tam ma địa nhập tử định, tam ma địa nhập tăng ngữ, tam ma địa quán phương, tam ma địa đà la ni ấn, tam ma địa vô vong thất, tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn, tam ma địa biến phú hư không, tam ma địa kim cương luân, tam ma địa thắng tràng tướng, tam ma địa đế tràng tướng, tam ma địa thuận minh tạng, tam ma địa sư tử phấn tấn, tam ma địa thắng khai hiển, tam ma địa bảo tánh, tam ma địa biến chiếu, tam ma địa bất thuấn, tam ma địa trụ vô tướng, tam ma địa quyết định, tam ma địa vô cấu đăng, tam ma địa vô biên quang, tam ma địa phát quang, tam ma địa phát minh, tam ma địa tịnh tòa, tam ma địa vô cấu quang, tam ma địa phát ái lạc, tam ma địa điển đăng, tam ma địa vô tận, tam ma địa phủ oai quang, tam ma địa ly tận, tam ma địa hàng phục, tam ma địa trừ khiển, tam ma địa nhật đăng, tam ma địa nguyệt đăng, tam ma địa tịnh quang, tam ma địa minh tánh, tam ma địa diệu tánh, tam ma địa trí tướng, tam ma địa trụ tâm, tam ma địa phổ minh, tam ma địa thiện trụ, tam ma địa biểu tích, tam ma địa diệu pháp ấn, tam ma địa chư pháp bình đẳng, tam ma địa xả trần ái, tam ma địa nhập pháp đảnh, tam ma địa phiêu tán, tam ma địa phân biệt pháp cú, tam ma địa tự bình đẳng tướng, tam ma địa ly văn tự tướng, tam ma địa đoạn sở duyên, tam ma địa vô biến dị, tam ma địa nhập danh định tướng, tam ma địa hành vô tướng, tam ma địa ly ế ám, tam ma địa cụ hành, tam ma địa bất động, tam ma địa độ cảnh, tam ma địa tập chư công đức, tam ma địa quyết định trụ, tam ma địa tịnh diệu hoa, tam ma địa cụ giác chi, tam ma địa vô biên biện, tam ma địa vô đẳng đẳng, tam ma địa siêu nhất thiết, tam ma địa phát diệu quán, tam ma địa tán nghi hoặc, tam ma địa vô sở trụ, tam ma địa xả nhất tướng, tam ma địa dẫn phát hành tướng, tam ma địa nhất hành tướng, tam ma địa ly chư tướng, tam ma địa vô dư y, ly nhất thước hữu, tam ma địa nhập nhất thiết, thi thiết ngữ ngôn, tam ma địa giải thoát âm thanh văn tự, tam ma địa cử xí nhiên, tam ma địa tịnh nhãn, tam ma địa vô hình tướng, tam ma địa nhập nhất thiết tướng, tam ma địa bất hí nhất thiết khổ lạc, tam ma địa vô tận hành tướng, tam ma địa cụ đà la ni, tam ma địa nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh, tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ tịch mặc, tam ma địa ly vi thuận, tam ma địa vô cấu minh, tam ma địa cụ kiên cố, tam ma địa mãn nguyệt tịnh quang, tam ma địa đại trang nghiêm, tam ma địa phát nhất thiết quang minh, tam ma địa định bình đẳng, tam ma địa vô trần hữu trần bình đẳng lý thú, tam ma địa vô tranh hữu tranh bình đẳng lý thú, tam ma địa vô xào huyệt vô tiêu xí vô ái lạc, tam ma địa quyết định trụ chân như, tam ma địa hoại thân ác hạnh, tam ma địa hoại ngữ ác hành, tam ma địa hoại ý ác hạnh, tam ma địa như hư không, tam ma địa vô nhiễm trước như hư không. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát đối với các tam ma địa như vậy, thường trụ không xả thì mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, còn có vô lượng vô số môn tam ma địa môn đà la ni khác, nếu Đại Bồ Tát có thể đối với điều đó thường khéo tu học, thì cũng làm cho mau chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đã mong cầu. Bấy giờ Thiện Hiện lại bảo cụ thọ Xá Lợi Tử,
Đại Bồ Tát an trụ các tam ma địa như vậy nên biết đã được chư Phật quá khứ thọ ký, cũng được mười phương chư Phật hiện tại thọ ký. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tuy trụ các tam ma địa như vậy nhưng không thấy các tam ma địa này, cũng không chấp các tam ma địa như vậy, cũng không nghĩ ta đã nhập các tam ma địa. Ta đang nhập các tam ma địa này, ta sẽ nhập các tam ma địa này, chỉ mình ta mới có thể nhập, người khác không thể nhập được. Với suy nghĩ như vậy nên không phát sanh phân biệt gì cả. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, có chắc là chỉ riêng có các Đại Bồ Tát an trụ các tam ma địa như vậy đã được chư Phật quá khứ hiện tại thọ ký không? Thiện Hiện đáp, này Xá Lợi Tử, không phải. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa không khác tam ma địa, tam ma địa không khác Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát không khác Bát Nhã Ba La Mật Đa, và tam ma địa, Bát Nhã Ba La Mật Đa và tam ma địa không khác Đại Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là tam ma địa tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa và tam ma địa, Bát Nhã Ba La Mật Đa và tam ma địa tức là Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì tánh tất cả pháp đều bình đẳng. Hết quyển thứ 409.